Xin chào quý khán giả của Hồ Trâm Official. Bây giờ đã được nghỉ ăn trưa rồi thì Trâm có mua da ua lên cho cả đàn ăn nha. À, đặc sản của Đà Lạt là phải có da ua. À, thì mình mua một ít củi này, da ua hay sữa chua ta? Sữa chua. À, mình mua 5-60 hộp vậy nè để cho lên đàn cho mọi người ăn một miếng lấy thảo nha. Ăn cho biết vị của Đà Lạt ha. Dạ, anh Minh ăn thế nào? Anh Minh ăn sữa chua thôi. Thật cảm không? Rồi. Cảm ơn em. Rồi, chị Trúc. Em bác nha. Tại vì cái này tôi chỉ có mấy hộp rồi. Anh, mà vấn đề quan trọng là mua sữa chua mà quên mua muỗng. Muỗng đâu? Dạ muỗng có, hồi mình ăn xong này rửa muỗng đi. Không rửa liếm liếm luôn ăn luôn. Rồi, nè anh, Vương. Cảm ơn em. Hồi lấy muỗng nhựa ăn cơm ăn luôn nha, rửa cho rửa. Siêu. Ăn cắn miệng. Chị Trúc có chưa chị Trúc? Nè. Có chưa rồi, bây giờ em đi phát cho từng người nha. Ủa, dẹp cái bánh đi. Cảm ơn nè. Hồi nữa lấy cái muỗng nhựa ăn nha em. Chứ đi mua sữa chua mà quên hỏi muỗng mất tiêu rồi. Đi ra tới đoàn phim mới chợt nhớ muỗng. Chị ngon cực kỳ luôn. Ăn một lần là ghiền luôn. Ok bé Mai. À bé Trang. Còn bé Nhung đâu rồi? Dạ bé Nhung đây về xì rồi. Anh ăn nữa đi, cái vị này bị khác. Anh ăn này không? Anh hiếm ăn cái này, cái trắng. Cái này là nếp cẩm nè. Anh ăn này hả? Nhưng mà hồi nhớ lấy muỗng lại rửa sơ đi rồi ăn này nha. Tại vì không có muỗng anh yếu. Anh có ăn nữa không? Ăn nhỏ đi. Sao mà anh buồn vậy? Ăn đi mà. Sao những lúc qua YouTube anh không buồn ngủ vậy? Hôm nay không ai chơi với anh Khương, Khương buồn rồi đó. Đây nữa, ai có ai ra chợ mua giùm anh Thư. Cả nhà ăn rồi nhớ lấy muỗng vừa ăn nha, tại vì em có muỗng nha. Còn ai dân cơm anh em ơi. Cả nhà xuống ăn cơm đi rồi ăn tránh miệng sữa chua nha. Nè, em đợi nha. Ăn cơm tránh miệng, nhớ lấy muỗng ăn nha, em không có muỗng. Hoặc là lấy cái nắp ăn nè anh. Em lộn. Anh em ơi, ai ăn được ăn theo ăn đi nha. Rồi đi qua đây phát luôn cả nhà. Còn ai chưa có nữa không? Anh Tuấn nè. Còn ai chưa có nữa không? Về đi. Rồi cảm ơn chị nha, chị ăn rồi đó. Đây là gia đình của anh Hồ Quang Hiếu á cả nhà. Gia bả của anh Hiếu. Đây chị. Ủa cho anh với cái nắp đây. Cái nắp đây. Mà không có muỗng ăn, lấy cái nắp em chỉ cho nè. Lấy cái nắp vậy nè. Cong lại, múc ăn. Trời khổ quá, mua mà quên. Hay là lè lưỡi ra liếm. Đúng, cái cô không ăn đâu biết mà. Không, em không ăn thiệt. Ăn đi, không ăn buồn quá. Rồi, em không ăn. Trời, em ăn cơm. Nên vậy. Không. Mời ai cũng ra, có mình ông Tú không ăn. Ăn đi mà. Không, nó lấy tiền thùng á. Không, em không ăn đâu. Không ăn thì lấy để dành cho anh Hiếu, sao mà dạy với ta. Tại vì anh Hiếu ăn cái ly to rồi. Anh Hiếu nha cả nhà, không bao giờ anh từ chối bất kỳ một cái gì. Kể cho nghe. Tối hôm qua, em mua 4 trứng gà nướng. Cái em kêu anh Hiếu ăn trứng gà nướng không? Thôi không ăn đâu, anh đang no lắm. Ông mới vừa nói vậy xong quay xuống thấy 4 trứng gà nướng lột sẵn rồi. Có muối chấm nữa. Cho ngon dữ ta, cho cháy. Mà ông đổi cái tâm lý của ông nhanh lắm luôn. Hàng lên xe, ông không ăn nữa. Còn nhiều lắm. Ông ăn ông một trứng à. Không phải đổ đâu, nó ngã. Trời ơi, đàn phim ngồi rải rác, mình không có chịu ngồi tập trung lại. Mình ngồi rải rác cái vậy em đi phát đồ ăn em cũng mệt nữa. Nhưng mà vậy em mới quay YouTube được. Đúng không? Nhưng mà không có muỗng nha, chịu có lấy cái muỗng rửa đi rồi ăn đỡ nha. Thật cái nắp, thật cái nắp nha, sữa chua cực kỳ ngon luôn. Quá của Mai à. Ngon lắm luôn á thiệt. Ngon cho hai hũ chứ hả? Đúng rồi. Chết cha nó đổ rồi, thôi đây, lấy hũ đổ rồi giùm em biết được không? Ê, từ. Rồi, vậy là anh được hai hũ luôn á. Trời ơi, thiệt bởi mấy mèo. Trời ơi, sữa chua đúng ngon luôn á nè anh. Rồi, còn anh ta. Nói mất tiêu rồi. Đây nè anh. Nói vậy thôi chứ sao hết được. Đừng đổ, lấy cái nắp làm muỗng cũng được luôn nha cả nhà. Nè anh. Anh em, anh có chưa? Rồi, anh có rồi, đủ rồi. Rồi, em còn đi phát nữa. Đây nè, hai ông nội này nữa nè. Hai ông thiết kế phá hại chiếc xe. Giờ ông ngồi ông ăn một mình ông kìa. Nè. Sao ăn cơm chua ra gốc cây ngồi vậy? Cảm ơn. Ủa hai người đang hẹn hò nhau hay gì vậy? Nha. Hết ghế rồi. Dạ cảm ơn. Rồi. Đi bắt tiếp ở đâu nữa rồi ta? Đây bên này nữa nè, tổ lái xe nữa nè cả nhà.
mấy anh bên cái xe nữa nè. Dĩa chua này mấy anh ơi, lấy cái nắp làm muỗng ăn nha anh, tại vì quên mua muỗng mất tiêu rồi. Tài xế đi qua bển rồi chị. À, tài xế qua bển. Sao mấy ông này ông đi ông ngồi mỗi người một góc kìa trời. Lấy cái nắp làm muỗng nha. Lấy cái nắp gấp lại múc làm muỗng nha. Đút vô miệng. Dốc vô cả là hết. Sữa chua ngon không á chị? Sữa chua ngon không mấy anh Cương? Còn ai chưa có sữa chua thì qua lấy giùm em nha. Ôi mệt quá. Em bé chưa có hết mà. Mỗi người ngồi một nơi á. Anh Hiếu ăn thêm cái hũ này là ngon á. Cái vị này nó ngon lắm. Không, cái này là sữa bò. Anh uống không? Rồi, còn có mấy hũ à. Đây là đủ thôi, không ăn cơm đâu. Em sợ mập quá. Chăm năng lượng nhiều hơn, nho cả ngày. Vậy là em mệt rồi đó anh. Quay ở Sài Gòn là em nói anh, em không có ngồi luôn á. Em hết bán hàng, xong rồi cái em đi mua đồ ăn vặt về cho mọi người lum lum. Tại vì quay ở đây không có mua nấu đồ ăn ở nhà đem lên được á. Chứ quay ở Sài Gòn á là kêu người nhà nấu đồ ăn đem mình lên đãi rồi. Ngon ngon quá à. Ăn cơm ăn đêm đi, không muốn đâu. Có muỗng kìa Trâm ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nè, anh Hiếu. Ủa, sao lại lấy muỗng gì cho Hiếu nè? Muỗng gì vậy? Hả? Muỗng dơ mà. Nè anh Hiếu, nè anh Cương. Anh ăn chua chua đi. Anh chưa ăn rồi cho em ăn chút đi. Ủa ăn đi, ăn cơm mà. Ngon quá. Hơi ngọt sao ta? Ngọt đâu? Đang ăn mạnh á. Ừ, ngon ghê á. Anh uống nước đi anh ăn. Chữa chua đúng ngon luôn cả nhà. Ngon. Đâu ngọt đâu Níu. Anh nói nó chua chua mà. Cái anh mới ăn mặn sao ta? Thấy ngọt không? Ủa đâu ngọt rồi. Nhưng mà anh ăn thử cái nếp cẩm đi. Nếp cẩm trộn đều nó lên. Hồi sáng anh Cương vừa ăn cái lớp ở trên lớp dưới bỏ uổng. Không được. Ăn em múc cũng được. À không có muỗng không? Ăn xong liếm cái muỗng ra sạch xong bọc túi để chiều nay ăn cái chó gì ăn. Còn giấu đi. Quen rồi không gì chứ. Bộ chú Tài á. Anh chị Mia về là em kêu mình tím vô bộ. Gì? Chị Mia. Em kêu chị Mia bằng tím. Tại vì chị Mia ưng chú em. Vậy hả? Nhưng mà em chưa có gả được. Chú Kiki. Giờ qua đây nó mới chua nè. Chọn lên. Vậy cái lớp nãy anh không chịu uống miếng nước tráng cái miệng đi. Giỏi ăn. Sao rồi? Cơm không ngon hả? Có. Ăn lặt mặt á. Ủa anh Nam là quay xong luôn hả? Chưa mà, chú Nam về chở vợ con về Sài Gòn xong rồi chú Nam lên lại. Chú Nam lên lại với chú ba chú Nam còn mà. Về dưới quay. Nè, chú Nam về dưới quay luôn á anh. Giờ ngày bao nhiêu chú Nam lên lại ta? Bữa anh cũng có lịch quay. Má chú Nam lên lại hả? Vậy là đâu phải về dưới quay. Đúng rồi. Bữa anh có lịch quay xong rồi lười quá. Mới xuân gì anh? Chương trình xuân á. À. Trên Sài Gòn. Lười quá. Cảm ơn anh Hiếu nha, đã hy sinh cho phim em. Bỏ nhiều xô. Anh đâu có hy sinh đâu. Con chó vậy. Tại vì đi về nó lười á, hiểu không? Thì thôi anh nói kêu ừ vậy đi. Tự nhiên cái em nói kêu cảm ơn Hiếu gì đó hy sinh cho phim em. Không, anh đâu có hy sinh. Anh lười. Anh lười về. Chứ không phải anh hy sinh gì phim em. Lười là đẹp, đi lên mười mấy tiếng lái xe. Cái gì mà mười mấy tiếng lái xe? Lên 6 tiếng. Về 6 tiếng. Về 6 tiếng, 12 tiếng. Đúng không? Nhanh mà. Vậy mà bình thường anh đi diễn thì anh cũng ngồi xe mà. Máy bay không? Đi máy bay hả? Máy bay mình ra đến nơi thôi. À. Nói chung nơi nào có sân bay đi sân bay, máy bay hết. Gần gần thì đi xe được. Với Vũng Tàu thì kia chứ Vũng Tàu thì có máy bay mà đi.
chứ ở Cà Mau anh đi xe đi máy bay. Cà Mau có mấy có sân bay không ta? Có. Em chưa đi bao giờ không biết luôn. Cà Mau có luôn nhé. Em chưa đi em chẳng biết nha. Em đi diễn đi bộ anh chưa có đi diễn nào. Cần Thơ có sân bay. Cần Thơ thì biết. Ủa Campuchia có sân bay không ta? Có không có. Sao đó đi qua Campuchia em phải đi xe rồi. Em đi đường rừng. Em đi qua phà gì đó. Chưa đánh bài nha, đi đường đó. Có đi qua bài. Đi qua bển chụp hình quảng cáo không ơi, với đánh bài cái gì? Thấy ai thì mới không đánh không, bài. Đợt đó em đi qua bển em đánh em bảo lộ bài. Đợt đó em đi qua bển em chụp hình quảng cáo cho sòng bài Naka World. Em với lại nguyên vàng những người mẫu luôn, người ta chọn á. Cũng được nhiều tiền lắm nha. À, qua bển chụp sao? Hình. Tại vì nó có cái xe. Ừ. Chở đi, em đi xe ghế massage bự luôn. Không, ngày xưa làm gì, 10 năm về trước rồi làm gì có cái ghế massage, ghế ngồi bình thường. Ngồi ghế bình thường. Xe lớn đúng không? Ừ. Xe mà giống như là mấy chục chỗ ngồi á. Tại vì cái xe đó là ở Sài Gòn, nó đi phát xuất phát từ quận 1 á, đúng không? Không, đợt đó em đi xuất phát từ Cộng Hòa, xong rồi nó đó đi qua Tây Ninh đó anh. Không, nói chung là xe đó đưa đón nhân viên, đưa đón người đi đến bài. Không mà, em có đi đến bài. Naga World trong bài. Em đi chụp hình cho quảng cáo cho nó. Là em ở đó luôn. Đúng rồi, ở khách sạn gần đó chứ không phải ở đó. Nhưng mà vô trong sòng bài trong đó nó rất là to. Là ở trong đó nó có nguyên một cái bầu trời vậy nè. Như một cái bầu trời luôn. Nhưng mà ấy là vô trong chụp hình quảng cáo cho họ đó. Là mấy cái tấm hình của mình đó là sẽ được dán ở đó đó. Nhưng bữa đó ăn hả thua. Em không có đánh bài. Em chụp hình quảng cáo mà. Nhưng mà em vô em thấy đông lắm. Có người Việt mình nữa. Việt đông. Ờ. Xong rồi nó có nhiều trò chơi lắm. Đánh bữa đánh chung người Việt hả? Không, đánh người nước ngoài không anh ơi, anh vừa lòng anh chưa? Em đi chụp hình quảng cáo mà. Trời ơi, công nhận cái sòng bài nó bự thiệt luôn á. Nó nhiều game lắm luôn á, nó có nhiều trò chơi trong đó. Xong rồi em đi vô tới cái chỗ mà có nguyên một cái bầu trời vậy nè. Ngồi trong đó chả biết ngày đêm luôn. Vô đó không biết ban ngày ban đêm luôn, bự ơi là bự. Sòng bài thường người ta làm, người ta muốn cảm giác như vậy. Người đánh bài họ không có nghĩ tới buổi tối. À. Hoặc là họ sẽ không biết ở ngoài đang xảy ra sáng tới tối, thời gian nó qua nhanh mà người ta càng đánh nhiều hơn. Ngày đánh bài thường nó không bao giờ có đồng hồ. Đánh ngày luôn, đêm ta đi ngủ thôi. Cảm giác giống ban ngày còn sáng đánh hoài. Ừ. Ngày sòng bài nó đâu đeo đồng hồ đâu. Để hả? Không cho đeo luôn à? Không có để. Không cho để. Mà em đi qua bên bển nó đi qua bên Campuchia em thấy y chang Việt Nam mình nè. Cũng ruộng cũng lúa rồi này kia mọi thứ nó cũng không có gì gọi là ấy hơn mình trơn á. Giống nhau. Ừ, nó giống nhau. Giống miền Tây đó. Đúng rồi, giống miền Tây á. Đi qua đi bắt đầu vô Campuchia là đi qua một cái đường á, trời hai bên toàn là ruộng lúa không à. Mình đi với là những người miền Tây qua Campuchia ở những vùng ven. Ừ. Trà Vinh. Bởi vậy hồi đó tới bây giờ anh biết em đi du lịch đó anh, em mới đi được Campuchia, Lào, Thái Lan với lại Singapore hết rồi đó. Chưa được đi đâu đó hết trơn á. Chưa. Em đi mới đi Cam, Lào, Campuchia, Lào với lại Thái Lan với lại Singapore hết rồi. Malaysia nữa. Hết rồi đó. Ây da. Bánh chè em đi rồi. Đi nhiều hơn nha. Không hết nữa. Tiền đâu đi. Hồi đó nghèo rất mùng tơi, tiền đâu đi trời. Tiền đâu nhiêu đâu. Anh nói vô tiền rồi, đâu bao nhiêu nhưng mà lúc đó em không có tiền ăn. Còn bây giờ không đi được, dịch đâu đi được. Giờ có tiền mà không có thời gian đúng không? Không phải không có thời gian mà dịch không có đi được. Em còn chưa đi hưởng tuần chân mặt nữa. Để lên Đà Lạt ôm nhau là hưởng quá trời người nữa. Vừa kết hợp công việc vừa hưởng luôn. Quay hoài có thời gian đâu, chồng em buồn quá, chồng em về luôn. Một ngày nghỉ rồi, ngày đủ rồi. Chưa không đủ. Vợ chồng em không có lãng mạn anh ơi. Nhìn vậy thôi chứ không có lãng mạn. Phần hai để làm à. Thấy cũng ok mà. Bữa nay Hiếu nói nhiều anh ha. Anh Cương ơi, anh đừng có như vậy. Mỗi lần em quay clip cái anh buồn ngủ, anh mệt, anh thiếu ngủ, anh này kia. Mà những cái clip mà lúc mà cắt cái YouTube một cái, chăm nói thiệt với cả nhà luôn, ông chạy nguyên cái đồi này nè. Ông chạy vòng vòng rồi ông lấy con sâu này, ông hại, ông phá người này, ông phá người kia. Cái thời gian mà ông phá đó ông đi ngủ đi, ông chịu. Ông đi phá người ta, xong tới lúc quay cái ông vô cái ông ngáp. Ông buồn ngủ, ông làm đủ trò hết trơn á.
Khổ ghê. Không phải nó đâu, nó chạy vô anh. Không, anh chó năng hộp rồi đó. Còn nữa, chó năng đi. Còn, hồi tối hôm qua tụi em cũng cho mà nó chạy đi mất tiêu. Ai xin chào quý khán giả nha. À quý khán giả ơi, nhớ mua bọt khô ủng hộ cho bé Trang nha. Dạ. Đọc số điện thoại liền Trang. Dạ 0349563756. Dạ cảm ơn quý khán giả. Em đọc nhanh quá. Khán giả thì ra nghe không kịp. Dạ, số điện thoại mua bọt khô, khô bọt của em là 0349563756 hoặc là qua Facebook Trang LTP. Dạ cảm ơn quý vị khán giả thân thương của kênh Hồng Vĩ Trâm. Cảm ơn chị Trâm. Thôi khi nào Trâm up cái clip này lên rồi cái Trang Trâm ghi bé Trang lên nha, cả nhà mua ủng hộ khô bọt cho bé Trang nha. Trâm sẽ ủng hộ. Cảm ơn chị Trâm nhiều. Đặc điều nữa, đoàn này buôn bán quá à. Cái đoàn này xuất kinh doanh.